Xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng, em còn 9 cái con máy điều hòa một cục 2 chiều. Hiện tại máy một chiều thì chỉ còn duy nhất một con thôi, hàng thì không có để về nữa rồi. Hàng rất là khan hiếm, hiện tại còn 9 con máy 2 chiều thì em bán nốt cho các bác nào nhu cầu mua với cái giá là 4,2 triệu để thu hồi vốn nhá. Bình thường trong vụ thì vẫn bán 4,5 triệu. Đấy, hôm nay em bớt xuống 300 để thu hồi vốn nhanh mùa hè để sang làm việc khác ạ. Đấy. Tất cả đây đều là máy Corona các bác nhé, 8000 BTU, có cổng ion, chạy rất là mát khỏe, 2 triệu nóng lạnh luôn, mùa đông các bác dùng được, mùa hè dùng được, ở mùa nồm có thể hút ẩm được, ok thoải mái. Đấy. Và lưu ý là cái dòng 2 triệu nóng lạnh này nhá, thì nó không làm hệ thống tự tiêu nước đâu ạ, không làm hệ thống tự tiêu nước nhé, mà nước thì sẽ được thoát qua đường ống ở bên dưới này, để các bác đặt lên cửa sổ để các bác cắm nước ống mà thôi. Để thực ra không tiêu nước thì cũng có cái hay của nó, thì nó đỡ kêu cái tiếng kêu của cái té nước. Đấy, tất cả đều là máy 8000 thôi nhá, em còn 9 con, các bác nào mua thì em sẽ chọn cho các bác một trong các con ở đây. Đấy. Giá em bán là 4,2 triệu để thu vào vốn nhá. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ. Lưu ý là chưa có đổi nguồn và chưa có phí vận chuyển các bác nhá. Chênh nhau so với cả máy một chiều này có 600.000 thôi. Đấy, các bác tranh thủ lựa máy 2 chiều, mùa đông mình dùng được, mình dùng quanh năm nó đỡ lãng phí về khấu hao máy. Đấy, chào các bác.